Xin chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục học về Photoshop. Hôm nay mình sẽ học muốn học kỹ năng về cách xóa mụn và chỉnh mặt. Thực tế ra là mình nhiều khi mình còn những tấm ảnh mình cảm thấy rất đẹp nhưng mà mỗi tội bị mụn hay là hơi mập một chút thôi, và mình muốn học cách để chỉnh nó trong cách để có một bức ảnh hoàn hảo hơn. Thế nên hôm nay mình sẽ bắt đầu học kỹ năng này. Hy vọng các bạn cùng sẽ học với mình nhé. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu thao tác. Đầu tiên thì mình sẽ tìm một cái bức ảnh mà có một người nào đó sẽ có mụn đi. Nhưng mà tất nhiên là không nhiều. Mình đang tìm một cái ảnh để okay. Đầu tiên mình đã tìm được một cái mặt ảnh một người mặt mụn, và bây giờ mình sẽ cho nó vào. Tuy nó hơi nhiều quá, mình cũng không chắc là mình có thể sửa được không, nhưng mà cứ thử thôi. Sorry vì mình vẫn đang bị cúm. Cái ảnh này các bạn nhìn thấy chưa? Bây giờ mình sẽ thao tác với nó. Mình cũng không thực sự tự tin là mình sẽ làm được, nhưng mà biết đâu được, mình sẽ tiếp tục. Đầu tiên mình sẽ zoom nó lên, Ctrl dấu cộng để zoom thấy cái nốt mụn này. Phần thứ hai mình nghĩ là mình sẽ dùng cái công cụ này. Đây, kéo sang bên này. Ủa sao mình không kéo được nhỉ? Replace. Wow, nó khá là mịn đây này. Đó, rất nhiều rồi, để mình sẽ thử những cái chỗ mụn to này. Mình sẽ phải cà mặt cho nó mịn, thật mịn. Không không không, không. Cà vào cả tóc rồi. Step backward để quay trở lại.
Trong khi đó thì mình có thể nghe nhạc một chút. Mình sẽ tiếp tục chọn cái vùng da mình cần làm mịn. Rất là ổn. Ôi chết tôi, chết, mình lại vào nhầm rồi. Mình lại phải step backward. Mình sẽ cho cái bút này thu nhỏ lại để mình vào những cái đường mà nó sát cái chân tóc hơn. Ủa chết rồi, vẫn không ổn, vẫn bị hơi to rồi. Nó vẫn cứ bị hơi to. Mình sẽ chỉnh những cái chỗ to trước. Mình nhìn sang một chút để xem biết bây giờ ổn chưa. Vẫn mình vẫn cứ bị dính, thế mình phải cho nhỏ hơn nữa. Ok, tạm ổn. Mình thấy cổ cô này có một chút ngấn, thế nên là mình cũng sẽ xóa luôn, làm mịn luôn cái ngấn này. Làm mịn cái ngấn có khi mình sẽ lấy cái size bút to hơn, cái cỡ. Thế này có vẻ mịn hơn là mình dùng cái nhỏ kia. Và bây giờ mình lại thu nhỏ tiếp để mình sẽ đi vào những cái chỗ chi tiết nhỏ hơn, hoặc là mình sẽ zoom ảnh lên. Ok. Bây giờ quả thấy nó đã gần như là chán này còn rất nhiều. Vừa nãy mình zoom to quá nên mình không nhìn thấy cái chán này. Và xóa mũi rất là nhanh. Cái cằm này không có gì cả, nó màn hình của mình nó bận. Ok, cao hơn một chút.
Xong. Và bây giờ mình muốn chỉnh nó một chút nữa. Chẳng hạn mình muốn chỉnh vào hông đi. Mình không nhớ cái cách mình vẽ vào hông thế nào nữa rồi. F5 use color background color nó bây giờ chọn cái màu hồng nhưng mà nó bị quá là to rồi thế nên mình sẽ phải cũng không ổn. Mình sẽ step backward. Z để mình thoát vỏ. Mình không muốn cái layer này nữa. Dạ, thế là mình đã chỉnh xong một cái bức ảnh này rồi. Đó là bức ảnh mà mình bắt rất là muộn. Mình có thể cho các bạn xem lại cái ảnh đó ban đầu vào đây. Một cái ảnh rất là muộn và mình đã chỉnh thành rất là nhanh chóng. Đã xóa được mụn rồi. Ủa đâu rồi? Mình vừa upload nó rồi. Nó không cho upload chứ. Ok, ta sẽ mình đã hoàn thành xong. Và bây giờ mình sẽ tìm một người mà mặt béo một chút và mình sẽ bóp nhỏ nó lại. Trời, mình đang ngồi ở cái camera bự thế nên đôi khi miệng người mình cứ nghi mình không thể chỉnh được. Ok, và bây giờ mình sẽ tìm một người hơi mập một chút. Trong một chút mình sẽ tìm trong điện thoại mình đi xem có ảnh của mình không. Trong máy mình không có cái nào để có thể chỉnh được cả. Thế mình lại tìm trên mạng thôi. Mình vẫn chưa tìm được ảnh nào ưng ý cả. Nên là phải tiếp tục tìm.
thuật mình sẽ lấy ảnh của Jenny đi. Không, nó bị nhỏ, nó không lấy được rồi. Đây đây, mình cơ một cái thôi. Mình sẽ mở nó lên. Đầu tiên mình sẽ vào file và open và vào kho ảnh của mình, sau đó chọn cái mình vừa mới tải về. Away. Mình không thấy nó đâu rồi. Đây, đây, đây. Cụ chị ấy là một diễn viên mình rất thích, nhưng mà ok, không có gì cả. Bây giờ mình làm gì? Bây giờ mình sẽ đầu tiên vì da mặt chị ấy nó quá là mịn rồi, thế nên là mình không cần phải xóa mụn, nhưng mà mình cần phải ok, bây giờ đầu tiên, nhưng mà cái việc mà chị ấy hơi mập ra thì mọi thứ đều rất đẹp. Mình chắc là chỉ cần mình sẽ chỉ chỉnh nó nhỏ lại thôi. Mình sẽ tìm ok, và bây giờ đầu tiên mình sẽ nhân đôi ảnh này ra. Mình sẽ tạo một cái bảng gọi là gì? Mình cũng chẳng biết gọi là cái bảng gì nữa. Mình sẽ tạo một cái bảng copy của ảnh này và mình sẽ chỉnh sửa trên cái phần copy này. Đầu tiên mình sẽ nhấn vào filter. Sau đó cái liquify cái gì đó này. Ồ, mình không thấy cái gì cả. Ok. Sau cái liquify hiện ra rồi, mình sẽ chọn forward grab tools. Đâu rồi? Ok, mình đã. Ồ, không không không, chứ giờ back lại kiểu gì đây? Lại filter nhé. Sau đó liquify, liquify cơ, nhầm rồi.
Liquify này. Sau đó đấy, có cái này mình sẽ nghĩ thu nhỏ lại. Thu nhỏ được không vậy? Không thu nhỏ được hả? Thì mình sẽ zoom toàn của lên vậy. Nó không cho mình thu nhỏ cái vòng tròn này chứ. Chuyện tôi bị nhỏ quá rồi. Mình không biết vách lại kiểu gì hết. No, là cancel thôi. Mình sẽ phải sửa lại bên này. Tại vì cái tools của cái công cụ nó quá là to, cho nên là mình không thể chỉnh sửa được luôn. À đây đây đây, nó có cái size ở đây rồi. Dân số nó nhảy từ số 1 xuống số 100 luôn, làm sao mà chị bây giờ. Mình cứ thử chỉnh một size một xem nào. Gì nhỉ? Nhỏ lại. Có mập đâu. Hơi nhỏ quá rồi. Trời ơi, nó không cho mình tổng độ 50 là đẹp, nó cứ bắt mình 100 cơ. Mình gật á. Nó không cho mình chọn cái chỉ số nhỏ, chỉ số thấp nhất ngoại trừ một là 151, và nó rất là to như thế này. Chắc là không biết các bạn có nhìn thấy không, mình phải zoom to hơn nữa thì mới có thể. Sao mình tức cái này thế nhỉ. Như thế này thì cái ảnh bên cạnh cái nền của mình nó cũng sẽ bị bóp theo, thế nên là sẽ bị lộ lên bóp. Ủa, mình nghĩ mình sẽ làm cái khác đi. Mình đang tìm cái khác.
Tại vì ảnh này nó không cho mình zoom to lên. À không phải không. Mà là mình khó thao tác thôi. Nên mình nghĩ mình sẽ đổi lại. Mình đang tìm một cái ảnh mà nó trời ơi, mình không thể tìm được cái ảnh nào cả. Ok, thì mình lại tiếp tục với cái ảnh này vậy. Tuy mình không... Mình gặp khó khăn trong việc chỉnh nó. Mình nghĩ rằng mình sẽ chỉnh cho nó cho cái ảnh này nó ok vào filter và liquify gì đó, sau đó mình phải zoom lên, zoom cực kỳ to. Sao mình ghét cái công cụ này thế nhỉ? Nó không cho mình làm nhỏ đi, trời ơi. Không ổn, không ổn. Trời ơi, mình lại làm chị ấy càng béo hơn. Hình như so với ban đầu, hình như mình đã chỉnh được rồi thì phải. Thế bây giờ mình sẽ tiếp tục xóa cái đàn cậu này. Yeah. Nó cũng làm cho chị ấy nhỏ hơn. À, mình thấy nó nhỏ hơn ban đầu rồi và rất xinh đẹp rồi. Mặt đã nhỏ hơn này, cái cổ cũng không thấy cái bóng của chị ấy nữa. Ủa chết rồi, bị lỗi dính vào áo nên là mặt trắng. Sao là không không back lại được, step backward. Rồi, bây giờ mình sẽ zoom nó lên để tránh bị sai nữa. Ủa vẫn bị sai tại vì nó cái que của mình dùng nó to quá. Thế thì mình lại phải zoom lên. Ok. Không, cái này không ổn. Yeah, thật.
gầy hơn một chút thôi, và bây giờ mình muốn là mình tạo thêm một cái bảng copy nữa. Và bây giờ mình muốn cái filter nó màu sắc đẹp hơn. Mình sẽ vào layer và chọn fill layer. Mình sẽ có từ mình sẽ chọn color, solid color. Mình muốn bức này hồng hơn. Ôi, hồng nó sẽ bị da vàng quá. Và mình sẽ xanh xem nào. Hồng. Hoặc là để hôm nay đi. Vẫn là hơn hơi hồng một chút. Bây giờ mình sẽ tập chỉnh tập xóa mụn nữa.